một góc nhìn tổng quan về mã cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm. Hiểu rõ bản chất doanh nghiệp, thấy được giá trị thực sự. Với những ý kiến đa chiều, nhiều góc cạnh đối lập. Những phân tích cơ bản tới từ các chuyên gia của VN Direct. Chương trình cổ phiếu 360 độ livestream trên Facebook page VN Direct lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Theo dõi lại ngay trên kênh YouTube VN Direct Official. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần, và tôi là Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh, mã cổ phiếu DXG. Thì và đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay sẽ là anh Toàn, là đến từ bộ phận là phân tích ngành và cổ phiếu của công ty VN Direct, và anh Toàn là chuyên gia về nhóm ngành bất động sản. Đối với cả cổ phiếu Đất Xanh thì chúng ta cũng đã thấy là cái thời gian vừa qua thì những cái cổ phiếu về dòng cổ phiếu bất động sản đã có một cái đợt tăng rất là mạnh trong thời gian vừa rồi. Và Đất Xanh thì cũng là một trong những cổ phiếu bất động sản và cũng được hưởng lợi từ cái làn sóng tăng giá này. Và chúng ta sẽ cùng phân tích cái cổ phiếu này trong thời gian, trong cái những cái slide tiếp theo. Thì đối với cả cổ phiếu DXG thì chúng ta sẽ thấy là có một số cái điểm rất là đặc biệt. Đấy là DXG thì bên cạnh là việc là làm bất động sản thì thực ra họ tiền thân là một công ty môi giới bất động sản. Nghĩa là họ đi từ cái khâu là bán hàng và sau đấy thì là mới chuyển thành là phát triển cả nhà, cả thị trường, phát triển cả dự án bất động sản luôn. Thì thành ra là cái mô hình mà khách hàng khi mà sử dụng cái dịch vụ mua hay là khi mà mua cái nhà ở thì sẽ là được DXG chăm sóc tốt hơn. Và ngoài ra thì cũng là đồng thời là giúp cho DXG là có thể là phát triển cái kênh bán hàng là tốt hơn so với những cái nhà phát triển bất động sản khác. Và thì chúng ta sẽ cùng điểm qua ba cái điểm tích cực ngày hôm nay luôn, để cùng nhìn xem là thế liệu với một doanh nghiệp mà có cái mô hình hoạt động kinh doanh về bất động sản nó toàn vẹn, nó đầy đủ như vậy, và nó hơn với cả, nó khác với cả những cái doanh nghiệp bất động sản bình thường khác, thì có những cái điểm gì mà chúng ta nên lưu ý. Vâng ạ, và bây giờ thì mời anh Toàn sẽ điểm qua ba điểm tích cực ngày hôm nay của DXG. Vâng, cảm ơn anh Duy. Thì nói về ba điểm tích cực đối với để lựa chọn đầu tư cho đối với cổ phiếu Đất Xanh thì tôi điểm ra ba điểm. Thứ nhất là thị phần số 1 về môi giới bất động sản với hệ sinh thái toàn diện, và thứ hai là mô hình kinh doanh khác biệt đem lại hiệu quả cao so với đối thủ, và thứ ba là động lực tăng trưởng rất là tốt trong giai đoạn 2021 đến 2025 với cái quỹ đất rất là lớn. Thì đi vào điểm thứ nhất, đối với tập đoàn Đất Xanh thì họ có một công ty con là Đất Xanh Service, là công ty con. Thì công ty này là công ty trực tiếp sở hữu và quản lý tất cả những các cái hoạt động về mảng môi giới đối với tập đoàn. Thì đối với Đất Xanh Service thì tôi nhớ không nhầm thì chúng ta đã có một cái chương trình về Đất Xanh DXS ở trong một trong những cái số đầu tiên rồi. Thì dưới góc độ là công ty mẹ sở hữu khoảng hơn 56% Đất Xanh Service, thì tập đoàn Đất Xanh cũng tương ứng cũng là một công ty mà có cái mảng môi giới bất động sản coi là lớn nhất thị trường với khoảng 30% thị phần tính đến cuối năm 2020, và họ có cái thị phần hầu như là rất là lớn ở cả ba miền, là miền Bắc đến 40%, miền Tây thì đến 40-50%, và miền Nam thì khoảng 15%. Và DXS đang sở hữu một cái hệ thống phân phối vượt trội so với các đối thủ. Ví dụ như khi so với Senland thì lượng cộng tác viên của Đất Xanh gấp khoảng 5 lần, và số lượng nhân viên bán hàng cũng như sàn giao dịch và liên kết của Đất Xanh cũng lớn hơn so với các đối thủ cùng ngành rất là nhiều. Và DXS thì luôn duy trì được một cái lượng giao dịch thành công vượt trội so với đối thủ. Và chúng ta có thể xét trong 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 2007 đến 2010, thì khi đó họ đang tập trung vào cái mảng môi giới truyền thống thì và đang thu thập khách hàng. Đây là giai đoạn xây dựng thị trường, thì họ tăng trưởng với tốc độ kép là khoảng 16,3%. Đến giai đoạn 2011 đến 2014 thì họ bắt đầu đi vào cái hoạt động kinh doanh môi giới chọn gói, có nghĩa là họ tham gia vào cái chuỗi giá trị tính từ cái lúc sở hữu đất cho đến lúc mà phát triển bất động sản. Thì giai đoạn này họ tăng trưởng đến 30,5%, và giai đoạn sau đó khi mà họ đã có một cái lượng khách hàng ổn định rồi thì họ duy trì được cái mức tăng trưởng kép rất là tốt với cũng loanh quanh khoảng gần 30%. Về mô hình kinh doanh của công ty tập đoàn mẹ DXG
thì họ có một cái hệ sinh thái khá là hoàn chỉnh, từ xây dựng, phát triển, và sau đó phát triển xong thì họ có hoạt động dịch vụ môi giới, có nghĩa là họ đã bao gồm gần như là hoàn chỉnh cái chuỗi giá trị xây dựng, chuỗi giá trị phát triển bất động sản rồi. Và khác với đối thủ thì cái mảng môi giới chọn gói của DXG ấy thì thường có những cái họ thu được những cái lượng hoa hồng cao hơn. Thì theo thống kê của tôi là lượng hoa hồng khoảng 10-20% so với cái hoạt động môi giới truyền thống thì chỉ khoảng từ khoảng 3-5% thôi. Thì mức phí này góp phần làm cho biên lợi nhuận gộp của DXS cũng như DXG cao hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng ngành. Với công ty mẹ thì biên lợi nhuận gộp của DXG có lúc dao động khoảng từ 45-50%. Ý thứ ba về động lực tăng trưởng năm 2021, năm 2025 thì với cái nền tảng vững chắc ở trong cái mảng môi giới sơ cấp thì công ty con DXS có thể có vị thế thuận lợi để mở rộng mô hình kinh doanh và đa dạng hóa dịch vụ. Và từ năm 2019 thì sau khi phủ sóng cả nước và giữ vững thị phần này thì họ bắt đầu chuyển sang mở rộng giai đoạn mở rộng mô hình kinh doanh và họ đa dạng hóa cung cấp toàn diện các cái dịch vụ bất động sản. Và chúng tôi tin rằng là cái sự khan hiếm nguồn cung mới tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021 sẽ không có tác động đáng kể cho đất xanh, do thị phần của đất xanh không tập trung nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh mà được dàn trải khắp cả nước. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng cái hoạt động giãn cách xã hội bởi dịch bệnh COVID-19 thì cũng như là đã diễn ra ở thời gian vừa qua ấy, có tác động tiêu cực một chút lên hoạt động bán hàng của đất xanh. Tuy nhiên thì họ đang đẩy mạnh những cái kênh bán hàng online và cái sự phục hồi hồi trước mắt của thị trường bất động sản thì cũng chúng ta có thể kỳ vọng vào những cái mức tăng trưởng từ những cái mức nền thấp. Về quỹ đất thì hiện nay đất xanh đang nắm giữ một cái quỹ đất tương đối lớn, khoảng 2.300 hecta, và họ đã nhận thức được cái rủi ro quỹ đất hạn chế và họ có tham vọng trở thành một cái nhà phát triển bất động sản hàng đầu. Chính vì thế mà trong giai đoạn năm 2011 đến 2013 thì họ đã liên tục thu mua và M&A các cái dự án. Và tính đến nay thì với 2.300 hecta này thì họ nằm trong một trong 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu của Việt Nam. Và cái lượng quỹ đất này tập trung lớn chủ yếu ở Vĩnh Phúc, ở Bắc Giang, ở Khánh Hòa, ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như ở Đồng Nai và Bình Dương và một số tỉnh lân cận như Kiên Giang, Long An hay Hậu Giang. Về doanh số ký bán ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có nhận định là họ sẽ tăng lên trong giai đoạn năm 2022 đến năm 2023. Vì tuy nhiên hầu hết các quỹ đất của đất xanh tại thành phố Hồ Chí Minh thì hầu hết là bị trì hoãn triển khai bởi vì vướng về vấn đề pháp lý, cho nên là họ đã nhanh chóng thay đổi chiến lược là họ đã triển khai các cái dự án tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như là dự án Game Skywall ở Long Thành, Đồng Nai và dự án Opal Boulevard tại Bình Dương. Và sự chuyển hướng đầu tư này thì khiến cho nó dễ dàng hơn bởi vì là cái quy trình pháp lý tại các khu vực này được thực hiện một cách nhanh chóng hơn. Và ngoài ra thì vị trí chiến lược của các dự án này sẽ được hưởng lợi từ cái việc nâng cấp hạ tầng, từ việc xây dựng sân bay Long Thành. Và tổng giá trị ước tính của hai dự án nói trên thì tôi ước tính nó có thể đạt 12.500 tỷ và đảm bảo cho cái doanh thu của đất xanh phát triển trong vòng 2 năm. Ngoài ra thì đất xanh còn sở hữu một cái kế hoạch triển khai dự án rất là dày đặc và tập trung chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh như Khánh Hòa, như là Hậu Giang rồi Kiên Giang. Ngoài ra thì họ cũng có một số dự án ở miền Bắc nữa. Và chúng tôi cho rằng là cái nút thắt pháp lý sẽ dần được gỡ bỏ từ năm 2022 đối với các dự án của đất xanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái việc mà khiến cho đất xanh rất là gặp khó khăn ở trong cái thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua bởi vì cái vấn đề pháp lý ở khu vực này rất là nhạy cảm. Thì tuy nhiên thì đất xanh có thể thực hiện được kế hoạch triển khai dự án với tổng giá trị phát triển ước tính lên đến 60.000 tỷ đồng trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025
theo ước tính của phòng phân tích, thì trong giai đoạn 2021 đến năm 2023 ấy, thì chúng tôi ước tính doanh thu từ mảng phát triển bất động sản sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 28% một năm, đến chủ yếu từ các dự án như là Game Sky World, Open City View, Open Park View, Saint Moritz, hay là đặc biệt là Game Riverside khi mà mở khóa được thành công cái nút thắt về pháp lý. Về mặt định giá thì chúng tôi nhận thấy là đất xanh vẫn còn tương đối rẻ hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành. Thực ra thì cái việc này nó cũng là cái việc mà thị trường nó đánh giá phần nào đó nó là hợp lý thôi, bởi vì là đất xanh vướng một số vấn đề về mặt pháp lý. Tuy nhiên thì trong tương lai những cái vấn đề này tôi nhận định là đất xanh sẽ được hưởng lợi rõ ràng nhất so với các đối thủ từ việc mà gỡ bỏ được các cái nút thắt pháp lý tại thị trường bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là anh Toàn đã chia sẻ với cả quý nhà đầu tư về ba cái điểm tích cực của cổ phiếu đất xanh ngày hôm nay. Thì đầu tiên đấy là chúng ta có thể nhìn thấy, đấy là cái luận điểm đầu tiên là về cái việc là đất xanh là họ có một cái, là họ là công ty có thị phần môi giới bất động sản số 1 tại Việt Nam với thị phần lên đến là 30% tính đến cuối năm 2020. Và chính vì thị phần và cái cách hoạt động vượt trội của đất xanh, nhờ cái hệ thống bán hàng cũng như là cái việc là sử dụng là cái hệ sinh thái chính sách bán hàng hay là chính sách mà kiểu là hỗ trợ cho cả các chủ đầu tư là sẽ là om đủ, nghĩa là cầm đủ các bất động sản ngay từ đầu, thì cũng đã khiến cho cái biên lợi nhuận gộp của cái mảng môi giới bất động sản này của đất xanh rất là tốt, là thậm chí là nếu mà chúng ta so với cả công ty bất động sản môi giới bất động sản đứng thứ hai là Senland chẳng hạn, thì đất xanh cũng vượt trội hơn rất là nhiều, có những năm mà có thể là tăng cao nhiều hơn gấp đôi so với cả công ty Senland. Và cái hệ sinh thái này thì bên cạnh là một cái động lực tăng trưởng rất là tốt cho đất xanh khi mà cái thị trường bất động sản bùng nổ, thì lại bên cạnh đấy lại còn là một trong những cái cách mà để cho đất xanh họ có thể bán được cái dự án bất động sản của họ một cách dễ dàng hơn, bởi vì đương nhiên là nếu mà chúng ta nhìn thấy thì ví dụ như Masan họ mua Vinmart cộng chẳng hạn, và thực ra thì Vinmart cũng chưa có lãi đâu, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái giá trị gia tăng cho Masan đối với cả chuỗi cửa hàng Vinmart, thì chúng ta sẽ thấy là những cái mặt hàng mà Masan có thể sản xuất được thì Vinmart hiện tại là sẽ chủ yếu là sẽ chỉ bán mặt hàng của Masan thôi, và ngoài ra thì cũng sẽ hạn chế bớt những cái mặt hàng cạnh tranh khác của mình. Thì qua đấy là cái việc là họ có một kênh phân phối mạnh cũng sẽ giúp cho là cái sản phẩm của họ tiếp cận được nhà đầu tư tốt hơn, và cũng đồng thời là sẽ chiếm lĩnh thị trường dễ hơn. Và ngoài ra thì bên cạnh cái việc hệ thống phân phối tốt như thế và cái động lực tăng trưởng của cái hệ thống phân phối này cũng rất là hấp dẫn và tiềm năng vì thị trường bất động sản sẽ bùng nổ trong tương lai, thì đất xanh còn có một cái lợi thế khác, đấy chính là cái quỹ đất của họ cũng rất là lớn, mà như anh Toàn đã trình bày thì là cũng là top 10 trong những cái doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam, và qua đấy thì sẽ giúp cho là cái động lực tăng trưởng trong tương lai của đất xanh là sẽ có thể là duy trì được rất là tốt. Nghĩa là chúng tôi đang dự đoán là năm 2021 thì có thể là bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, cho nên là sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 18,2% ROE sẽ chỉ khoảng là 12,8%, và nhưng mà năm 2022 và 2023 thì tốc độ tăng trưởng sẽ rất là cao, sẽ khoảng tầm là 50%, và thậm chí 2023 là có thể là lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi so với cả 2022. Và đấy là những cái điểm tích cực của chúng tôi đối với cổ phiếu đất xanh. Thứ nhất là hệ thống phân phối rất là tốt và là thị phần số 1 và sẽ là động lực tăng trưởng. Thứ hai là hệ thống đấy thì cũng sẽ giúp cho cái mặt hàng bất động sản của của đất xanh là dễ bán hàng hơn. Và thứ ba nữa là cái việc là những cái dự án của đất xanh thì rất là nhiều và cũng sẽ tạo động lực tăng trưởng rất là cao về lợi nhuận trong tương lai, và định giá của doanh nghiệp thì rất là rẻ. Và cái điểm, nhưng mà có 2-3 cái điểm mà tôi cảm thấy là chưa hài lòng đối với cả cổ phiếu đất xanh mà quý nhà đầu tư có thể là sẽ quan tâm. Thứ nhất đấy là tôi nhìn thấy là cái dòng tiền, nếu mà chúng ta phân tích theo chỉ số tài chính thì chúng ta sẽ thấy là cái dòng tiền của đất xanh hiện tại là âm, là có rất là nhiều năm là âm, là dòng tiền hoạt động kinh doanh. Và ngoài ra nữa thì là cái ROE của doanh nghiệp thì chúng tôi có một cái so sánh ở slide tiếp theo, đấy chính là cũng thấp so với cả các doanh nghiệp cùng ngành, là cũng chỉ khoảng là tầm là 6,7% thôi trong 9 tháng đầu năm. Và cái điều này thì không biết là anh Toàn sẽ có quan điểm như thế nào. Đối với cái ý kiến thứ nhất đó là về dòng tiền âm và liên tục đi vay ấy, thì thực ra
khi mà chúng ta nhìn vào cái kế hoạch phát triển dự án của đất xanh vâng. rất là dày đặc như thế vâng. và doanh nghiệp đang ở trong một cái giai đoạn gọi là giai đoạn phát triển nhanh ấy, vâng. thì cái nhu cầu về vốn là rất là lớn. Chính vì thế là ở trong giai đoạn trước thì dòng tiền họ âm, đây là tôi nghĩ là đây là một cái sự bình thường đối với một doanh nghiệp mà đang ở trong cái giai đoạn mà họ cần dùng rất nhiều capex. Vâng. Và ở trong việc đi vay thì đây cũng là một cái vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều thực hiện khi mà họ đang ở trong một cái giai đoạn mà có rất là nhiều cái dự án bất động sản phía trước. Và đối với đất xanh thì họ có những cái dự án bất động sản gối đầu lên đến 5, 6, 7 dự án vâng. liên tục vâng. thì cái điều này tôi nghĩ là nó là một cái điều bình thường đối với một doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn phát triển nhanh vâng. Thậm chí là nếu mà chúng ta nhìn thấy thì cái việc là có dòng tiền âm cũng như là đòn bẩy cao như vậy có khi lại là một lợi thế của đất xanh trong thời gian tương lai đúng không anh Toàn? Nếu như họ triển khai được dự án một cách suôn sẻ. Vâng, đúng vậy ạ. Và thế thì và vậy thì tôi sẽ sang luôn cái luận điểm tiêu cực thứ hai của tôi, đấy chính là cái việc là có vẻ như là liệu có chắc là cổ phiếu đất xanh có triển khai được các dự án suôn sẻ hay không. Thì ở đây tôi đang lo ngại hai vấn đề chính. Thứ nhất đấy là cái rủi ro pháp lý của đất xanh, là chúng ta đều thấy là các quỹ đất của đất xanh mặc dù rất là nhiều và kế hoạch triển khai dày đặc nhưng mà trong quá khứ là đã từng có những cái dự án của đất xanh là họ gặp vướng mắc về vấn đề pháp lý rồi và có và khó khăn trong việc là cấp sổ đỏ cho người chủ đầu tư cho người mua. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái dịch bệnh trong thời gian gần đây thì cũng lại đang tăng rất là mạnh. Thì những cái điều này không biết là có ảnh hưởng đáng kể đến với cả cái bức tranh mà anh Toàn đã vẽ ra cho doanh nghiệp là năm sau có thể tăng trưởng lợi nhuận lên đến hơn 50% hay không? Vâng ạ. Vâng. Thì thực ra thì như tôi đã nói từ ở phần trước ấy thì đất xanh có một cái lượng dự án ở thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn. Tuy nhiên thì họ đang vướng mắc về cái sự triển khai ở khu vực này. Tuy nhiên thì từ năm 2020 thì đã có cái ba cái quy định nổi bật và được ban hành và tôi nghĩ là có thể giúp tháo gỡ được một số cái nút thắt trong việc phê duyệt các dự án ở khu dân cư, đặc biệt là khu vực này. Thì ví dụ như là nghị định 148 mà giúp tháo gỡ cái nút thắt cho các dự án đang chờ phê duyệt do vấn đề là đất công xen kẽ chẳng hạn. Và hoặc là luật xây dựng sửa đổi năm 2020 thì sẽ cắt giảm một số cái quy trình và đơn giản hóa cái thủ tục tài chính. Hoặc là thông tư 21 thì thay đổi diện tích sử dụng căn hộ tối thiểu để mở ra cơ hội mua nhà cho những người bình dân. Và đó thì tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề về nút thắt sẽ dần dần sẽ được gỡ bỏ. Và khi mà cái vấn đề này được gỡ bỏ thì sẽ là một cái catalyst, một cái động lực để vâng. cho đất xanh phát triển cái dự án của mình. Còn về vấn đề về Covid ấy, thì thực tế trong giai đoạn mà giãn cách thì cũng có ảnh hưởng đến cái vấn đề về bán hàng vâng. và bàn giao. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là ở trong cái bối cảnh mà Việt Nam đã bao phủ tương đối là tốt về vaccine ở các thành phố lớn vâng. Thì cái vấn đề về giãn cách xã hội sẽ không còn nghiêm trọng như những đợt trước nữa. Và đây cũng là và ngoài ra thì đất xanh cũng phát triển một cái platform về bán hàng online cũng như là trải nghiệm về thực tế ảo. Thì cũng là một cái hỗ trợ cho cái việc công tác bán hàng của họ. Thì ngoài ra nữa thì đối với cả cái rủi ro pháp lý này thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận một cái mặt khác, đấy là cái việc là pháp lý mà gặp vấn đề thì chủ yếu là sẽ đến từ những cái dự án mà ở trong thành phố hơn, nhiều hơn. Và đối với cả trong khi chúng ta nhìn thấy là cái lịch phát triển những cái dự án tương lai của đất xanh thì lại đi về vùng tỉnh và vùng ven rất là nhiều. Và đây là những cái dự án mà vẫn còn là dễ dàng là được giải quyết và sẽ là được khơi thông pháp lý một cái và sẽ được cấp cái quyền cái quy hoạch 1/500 cũng như là được phép xây dựng dễ sớm mà thôi. Đúng không ạ? Vâng, theo như tôi nghĩ là nếu mà có một cái dấu hiệu tích cực về mặt pháp lý vâng. thì các nhà đầu tư nên theo dõi về đất xanh. Vâng. Bởi vì đây sẽ là một doanh nghiệp mà sẽ rất là nhạy cảm đối với những cái thông tin về pháp lý. Dạ vâng. Và nếu mà giả sử như Covid hiện tại mà nó sẽ bùng phát lên trong vòng 1-2 tháng tới thì anh Toàn nghĩ là liệu năm sau cái mảng môi giới bất động sản, bởi vì do ở đây tôi cũng có một cái chart về cái doanh thu của mảng môi giới bất động sản đấy ạ. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là 2020 thì giảm rất là mạnh và 9 tháng 2021 thì là đã có sự phục hồi hơn. Tuy nhiên là không biết là trong nửa cuối năm này thì liệu là nó có ảnh hưởng gì đến cái doanh thu của cái mảng này trong hết 2021 và cũng như là trong 2022 hay không? Thì anh liệu có dự phóng được cái điều đấy không?
Theo tôi thì những cái gì mà xấu nhất đối với cái mảng môi giới nói chung của thị trường đã qua ở thời điểm quý 3 rồi. Bởi vì là cái thời điểm này là thời điểm mà gần như là đóng băng các cái hoạt động. Tuy nhiên thì bây giờ thì theo dõi về những cái chính sách ban hành của chính phủ về đối với những cái ca Covid mới thì tôi không nhìn thấy được một cái sự tiếp tục giãn cách một cách rất là gay gắt, như đợt vừa rồi nữa, thì tôi nghĩ là sẽ có một sự phục hồi theo quý đối với đất xanh ở trong các quý tiếp theo. Và đặc biệt là năm 2022 sẽ tăng trưởng khá là mạnh. Cảm ơn anh. Và bây giờ thì Duy sẽ xin phép là sang đến cái luận điểm tiêu cực cuối cùng đối với cả cổ phiếu đất xanh này. Thì ở trên cái bảng của Duy thì là chúng ta sẽ có nhìn thấy là cái rủi ro pha loãng liên quan đến các đợt phát hành riêng lẻ của cổ phiếu DXG. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái vốn điều lệ của DXG tăng qua các năm, và ngoài ra thì doanh nghiệp cũng có những cái hoạt động ESOP trong những cái năm quá khứ, và 2021 thì cũng sẽ dự tính là phát hành ESOP là khoảng 7 triệu cổ. Và cái việc là phát hành cổ phiếu riêng lẻ này thì là và tăng vốn thì không biết là có ảnh hưởng gì đến cả doanh nghiệp hay không ạ? Cũng như là cái việc là có thể là liệu là đất xanh là họ có phát hành riêng lẻ hay không nữa. Thì không chỉ đất xanh đâu. Thì chúng ta có thể thấy vừa rồi ở trên thị trường đối với các doanh nghiệp bất động sản nói chung thì họ cũng sử dụng cái phương pháp tăng vốn qua việc phát hành riêng lẻ tương đối nhiều. Cái việc này thì để mà đánh giá thì chúng ta phải đánh giá nhiều chiều. Chắc chắn là có sự pha loãng đối với các cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên ý, thì cái việc phát hành riêng lẻ này nó có thể chúng ta phải nhìn là riêng lẻ phát hành cho ai, để có thể họ có sự tham gia của các cái đối tác về cổ đông chiến lược chẳng hạn, thì cũng có thể là một cái mặt nào đó tốt cho đất xanh hoặc cho các công ty nói chung. Ngoài ra thì cái vấn đề về ESOP thì tôi cũng không có ý kiến nhiều, vì đây là chính sách của công ty ấy. Thì đấy cũng có thể là một cái chính sách để mà họ giữ người và họ giữ nhân tài thôi, thì mình cũng không vì cái số lượng ESOP thì cũng không phải là quá lớn. Đó thì tôi nghĩ là cái vấn đề này không phải là cái vấn đề quá lớn đối với đất xanh. Vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là đối với cả cái vấn đề phát hành riêng lẻ này thì chúng ta sẽ có một vài cái sự là lo lắng hay là quan ngại. Thì đầu tiên đấy là liệu phát hành cho ai, nếu mà phát hành riêng lẻ với giá ưu đãi hấp dẫn mà phát hành cho ví dụ như là ban lãnh đạo hay là cho những cái con người mà có cái lợi ích bên ngoài mà họ không vì là lợi ích chung của doanh nghiệp, hay là ví dụ như là kiểu ban lãnh đạo là có cái động thái là phát hành riêng lẻ ra để xong rồi sau đấy là bán đầu cơ để chuộc lợi ngay lập tức, thì là nó có thể là sẽ ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu. Còn nếu mà phát hành riêng lẻ mà cho những cái đối tác chiến lược thì thực ra nó lại có thể là một cái điểm tốt đối với cả cổ phiếu này. Và ngoài ra nữa thì phát hành riêng lẻ thì chúng ta cũng sẽ nhìn thêm về cái việc là liệu rằng là khi mà phát hành xong thì ROE của doanh nghiệp, hay ROE ở đây ý của chúng tôi là cái chỉ số mà về cái hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, là nó có được đảm bảo như cái mức mà trước khi là họ là kêu gọi phát hành hay không. Thì chỉ cần cái chỉ số hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mà vẫn duy trì được ở mức là tương đối là hấp dẫn khoảng trên 15%, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc phát hành riêng lẻ lại là một cái thông tin tích cực đối với cổ phiếu. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong thời gian vừa qua thì cũng khá là nhiều doanh nghiệp là cũng đã phát hành riêng lẻ nhưng mà giá của cổ phiếu thì vẫn tăng. Và ngoài ra nữa thì là cái lợi nhuận, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thì vẫn được đảm bảo và tăng trưởng cũng rất là tốt. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy thêm rằng đấy là cái việc là và sau đây thì tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đấy chính là cái chương trình là 5 phút dành cho cái việc quảng cáo. Thì đối với cả thì ở đây trên slide của tôi là có những cái chương trình mà dành cho khách hàng của VN Direct cũng như là các quý nhà đầu tư mà muốn quan tâm đến thị trường chứng khoán do Trung tâm Tư vấn Đầu tư là phát hành. Thì đầu tiên là có chương trình La bàn thị trường vào lúc 3 giờ thứ hai hàng tuần. Thì đây là một chương trình mà về tiêu điểm vĩ mô và cập nhật các kênh tài sản để quý nhà đầu tư có thể có góc nhìn tổng quát về thị trường cũng như là hiểu hơn về các ngành cũng như là các thông tin mới của các ngành để có thể là đưa ra các quyết định đầu tư của mình liên quan đến cái phương pháp là top down. Và cái chương trình thứ hai của chúng tôi là chương trình tọa đàm đầu tư, là một chương trình dành riêng cho khách hàng của VN Direct, sẽ phân tích về các mã cổ phiếu hay là nhận định thị trường và về một nhóm ngành nào đấy. Thì đây là một chương trình đặc biệt mà chỉ riêng khách hàng của VN Direct có thể tham gia thôi. Và cái chương trình này thì sẽ được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ tư hàng tuần. Thì sắp tới đây thì là chúng tôi sẽ có tổ chức cái chương trình mà sẽ liên quan đến nhóm ngành bất động sản.
Và cái này thì sẽ riêng khách hàng VN Direct là sẽ được tham gia và sẽ được hỏi nhiều chuyên gia để có thể là đưa ra được cái quyết định của mình. Và cái chương trình thứ ba của chúng tôi là chương trình cổ phiếu 360, là chính là chương trình ngày hôm nay, là phân tích về một cổ phiếu mà theo cả tích cực lẫn tiêu cực vào lúc 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Thì với cái chương trình này thì quý nhà đầu tư khi mà tham gia thì có thể là biết đâu là có thể là tìm được những cái cơ hội đầu tư mới, hoặc là hiểu hơn về một số doanh nghiệp mà mình đang quan tâm. Và qua đấy thì hoặc là chúng tôi cũng có những cái số mà sẽ là update những cái doanh nghiệp, hay là cập nhật thêm những cái doanh nghiệp mà chúng tôi thấy rằng là cần phải có những thông tin mới, hay là có những cái điểm biến chuyển mới mà quý nhà đầu tư cần phải quan tâm. Và qua đấy thì sẽ giúp quý nhà đầu tư có thể là hiểu hơn về các doanh nghiệp đấy và đưa ra quyết định là có nắm giữ hay là mua mới những cái cổ phiếu mà chúng tôi update. Và cuối cùng là chương trình nhịp đập thị trường sẽ vào lúc 4 giờ chiều hàng ngày. Thì đây cũng là một chương trình dành riêng cho khách hàng của VND, mà khi tham gia thì quý nhà đầu tư có thể nghe được nhận định thị trường hàng ngày cũng như là cái diễn biến của các nhóm ngành. Và ngoài ra thì cũng có thể là đưa ra các câu hỏi cho các chuyên gia để có thể là tìm được cái điểm mua, điểm bán của mình trong tương lai. Và cuối cùng thì chúng tôi có 4 chương trình, có 4 cái cộng đồng trên Facebook mà để quý nhà đầu tư có thể là tham gia vào để có thể là sinh hoạt về cổ phiếu cũng như là bàn luận về những cái mã mà mình đang đầu tư. Thì đầu tiên đấy là cộng đồng tích sản và đầu tư thịnh vượng DWell. Trên cái chương trình cái cộng đồng thứ hai là cộng đồng giao dịch chứng khoán DStock. Thì cái DWell nó sẽ thiên về những cái cơ hội mà đầu tư dài hạn hay là những cái trường phái phân tích cơ bản. Còn đối với cả cái cộng đồng giao dịch chứng khoán DStock thì sẽ thiên về những cái cơ hội đầu tư phân tích kỹ thuật. Và cuối cùng là có hai chương trình, hai cái cộng đồng khác của chúng tôi là cộng đồng sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư DGo, cũng như là cộng đồng bảo an tài chính DLife. Thì đây là hai cộng đồng để chúng ta có thể hiểu hơn về cái quản trị tài chính cá nhân cũng như là cách phân bổ những cái tài sản mà mình đang có để có thể là đạt được cái hiệu quả tối ưu trong khi là rủi ro thì tối thiểu. Và để tham gia những cái cộng đồng này thì quý nhà đầu tư có thể là quét những cái mã QR code của chúng tôi ở đây. Và bây giờ thì là tôi sẽ xin phép là sang cái phần đặt câu hỏi và trả lời ngày hôm nay của quý nhà đầu tư ạ. Dạ vâng, có rất nhiều khách hàng đã đã nhắn tin cho chúng tôi ở trên kênh livestream trên YouTube. Thì hiện tại là xin thông báo với quý nhà đầu tư là cái chương trình cổ phiếu 360 thì sẽ được livestream đồng thời ở trên hai kênh, hai phương tiện truyền thông, thứ nhất là Facebook và thứ hai là YouTube ạ. Thì có một khách hàng hỏi về việc là DXG em liệt vào danh sách cổ phiếu xấu rồi, lãnh đạo làm giá cổ phiếu, pha loãng cổ phiếu, em không bao giờ đầu tư mã này. Thì không biết là chuyên gia Toàn thì có cái quan điểm gì, có cái nhận định gì về cái việc này không ạ? Vâng. Thực ra thì cái thời gian vừa rồi cũng có một thời gian mà Đất Xanh cũng ra một số cái quyết định, ví dụ như là ESOP không đồng hoặc là việc phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên ấy, thì sau khi mà thị trường có một cái phản ứng khá là tiêu cực thì hội đồng quản trị của Đất Xanh đã thay đổi cái quyết định của mình và đưa ra những cái quyết định nó hợp lý hơn. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái sự phần nào họ cũng, ban lãnh đạo cũng có lắng nghe cái ý kiến của thị trường. Vâng. Và đứng dưới góc độ là một nhà phân tích ấy, được tiếp cận với doanh nghiệp ấy, thì Đất Xanh giai đoạn này thì họ cũng đang đẩy mạnh cái công tác quan hệ nhà đầu tư và họ đang làm mới cái hình ảnh của mình. Vâng ạ. Thì tôi nhận thấy là đây cũng là một cái điểm tích cực đối với Đất Xanh, vì là thời gian này thì bộ phận quan hệ khách hàng, quan hệ nhà đầu tư của Đất Xanh cũng khá là tích cực để họ có thể đưa được những cái mà hình ảnh tốt nhất về doanh nghiệp để phần nào đấy làm thay đổi được cái hình ảnh mà nhiều nhà đầu tư đang nhìn Đất Xanh dưới góc độ đó. Cảm ơn câu trả lời của anh Toàn về việc là cái quan ngại của nhà đầu tư về ban lãnh đạo. Thì bên cạnh đấy thì có khách hàng hỏi về cái việc là làm thế nào để xem được chương trình tọa đàm đầu tư. Thì thưa với cả khách hàng, thưa với anh thì là anh có thể là liên hệ với cả cái bộ phận là chăm sóc khách hàng của VND để có thể là hỏi cái đường link tham gia của
của chương trình ạ. Vâng, thì anh chỉ cần gọi điện cho họ và sau đấy là nói rằng là muốn tham gia với cả muốn tham dự cái chương trình tọa đàm đầu tư thì họ sẽ gửi anh cái link đăng ký, hoặc là anh đưa cho họ cái email thì họ sẽ, thì qua đấy thì là cái bộ phận triển khai cái chương trình tọa đàm đầu tư thì có thể là gửi được cho anh ạ. Vâng, và cái câu hỏi, vâng, và ngoài ra nữa thì vâng, có một câu hỏi ở đây thì các bạn đa số là sẽ đều hỏi là về việc là ban lãnh đạo bán nhiều cổ phiếu thì nhà đầu tư có thì chuyên gia có quan điểm gì không thôi. Thì vâng, thì chắc là cái này anh Toàn cũng đã trả lời cho quý nhà đầu tư nghe rồi. Và bây giờ thì là sẽ có một người khác hỏi về là đánh giá như thế nào về cổ phiếu VNA. Thì đối với cả cổ phiếu VNA thì Duy đang đọc ở đây thì chúng ta có thể thấy là công ty liên quan đến vận tải biển Vinaship Upcom, và cái giá của cổ phiếu thì thời gian vừa qua thì đã tích lũy một thời gian tương đối là lâu rồi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy là tích lũy đi quanh vùng giá là 38-40 trong vòng một năm. Và nếu mà, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái định giá P/E của doanh nghiệp thì tương đối là thấp, nghĩa là chỉ khoảng ở mức 6 lần. Thì nếu mà xét về cái tiêu chí là về định giá thì đây là một cổ phiếu mà có cái định giá tương đối là rẻ và không bị quá đắt. Và nhưng mà tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn về cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái năm 2020 thì là do ảnh hưởng Covid thì là cũng lợi nhuận cũng giảm rất nhiều. Nhưng mà cái quý 2, quý 3 vừa rồi thì lợi nhuận tăng rất là mạnh, thì cái cổ phiếu này cũng có vẻ như là cũng hơi giống cái cổ phiếu VOS, là đều về là vận tải biển. Và cái chúng ta đều biết là cái cước phí vận tải biển đợt thời gian vừa rồi thì đã tăng rất là mạnh, bởi vì do là cái việc là nhu cầu tăng cao và trong khi là cái nguồn cung thì không có tăng mấy. Và ngoài ra nữa thì là giá container cũng tăng, cũng khiến cho cước phí cảng biển tăng, thì thành ra là các doanh nghiệp như VNA đã được hưởng lợi. Và hiện tại thì Duy thấy là đối với cả cái phí cảng biển thì mặc dù là cũng có những cái quan ngại là nó sẽ giảm trong tương lai, khi mà nó liên quan đến việc là những cái chỉ số về phí cảng biển thế giới là đã giảm rồi. Và ngoài ra nữa thì là cái việc là nếu mà hết giãn cách Covid thì cái việc là hàng không hoạt động trở lại thì cái vận chuyển hàng không nó cũng có thể là một phần nào đấy thay thế được cho cái vận chuyển hàng hải, và qua đấy thì là cũng sẽ khiến cho có cái rủi ro của cái việc là cước phí cảng biển giảm. Thì đối với cả những cổ phiếu này thì Duy nhìn nhận rằng là rõ ràng là cái cước phí cảng biển là có thể giảm thật, là đấy là có cái rủi ro, tuy nhiên là nó vẫn chưa xảy ra. Và chúng ta đều nhìn thấy là ví dụ như cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn, lúc đấy là chúng ta nhìn thấy là có rủi ro về việc là cái giá thép nó sẽ giảm, nhưng mà giá thép lúc đấy cũng chưa giảm 100%, mà chúng ta chỉ thấy là nó vẫn tăng thôi. Và khi đấy nếu mà chúng ta mà chỉ vì do nhìn thấy là nó tăng thì và xong rồi là nó không giảm thì xong rồi chúng ta quyết định là thôi không chơi cổ phiếu đấy nữa chẳng hạn, thì có thể là chúng ta sẽ bị mất một cái sóng lên. Nghĩa là ví dụ như bản thân Duy chẳng hạn thì cũng đã từng có thời gian là đầu tư cổ phiếu DGC, đây là chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân, thì là cũng đã từng chơi cổ phiếu DGC và đã bán rất là sớm, bởi vì do là nó liên quan đến việc là Duy nghĩ rằng là có thể là cái giá về phốt pho nó không tăng nữa, nhưng mà mọi thứ mình dự đoán quá sớm thì thường cũng chưa chắc đã đúng. Và đối với cả cái thành ra là nếu và hơn thế nữa là cái dòng tiền của mình nó cũng không quá là to, thì thành ra là cái quan điểm của Duy là đối với những cổ phiếu này thì chừng nào nó vẫn còn tốt thì quý nhà, nghĩa là cái cước phí cảng biển vẫn còn hấp dẫn thì quý nhà đầu tư cứ tiếp tục là nắm giữ, và khi mà có chuyển biến xấu thì chúng ta có thể cân nhắc xem lý do là gì, liệu nó có lâu dài không. Nếu nó lâu dài thì lúc đấy chúng ta có thể là tiến hành là thoái vốn, hay là chốt lời cái khoản, hay là thoát cái khoản đầu tư đấy ra. Và đối với cả cổ phiếu khác nữa thì là có cổ phiếu về có cổ phiếu về VOS ạ. Thì cổ phiếu VOS này thì các chương trình khác của các chương trình tọa đàm đầu tư thì nếu mà anh Hùng thì là khách hàng của VND thì anh có thể là vào cái đường link là e-learning. Duy sẽ gửi cho anh trên cái comment cái comment của chương trình để anh có thể biết là elearning.vndirect.com.vn và đăng nhập bằng cái tài khoản của mình, tài khoản chứng khoán của mình tại VN Direct để có thể là xem lại những chương trình trước về ngành cảng biển. Thì trong đấy thì sẽ có những chuyên gia mà hiểu kỹ hơn về ngành cảng biển là có thể là giải thích kỹ hơn cho anh. Còn nếu mà bây giờ giải thích thì chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản là cũng câu chuyện cũng hơi hơi giống VNA,
là cũng liên quan đến việc là được hưởng lợi do cái giá cước vận tải biển tăng trong thời gian vừa qua, và thành ra là lợi nhuận cũng tăng rất là tốt. Nhưng mà khác với cả VNA ở một chỗ thì là VOS thì còn có một cái lợi thế khác, đấy là từ cái việc là họ là cổ đông của công ty MSB, thì cái việc là và cái cổ phiếu MSB của VOS thì là được ghi nhận ở cái giá vốn rất là thấp trong cái báo cáo tài chính, thì đấy cũng có thể là một cái tài sản chìm khác mà có thể là nó chưa hiện lên trên cái báo cáo tài chính cũng như là trên định giá của doanh nghiệp, mà chúng ta có thể nhìn thêm. Tuy nhiên thì cũng có một cái lưu ý là cái cổ phiếu VOS thì cũng đã tăng khá là nóng trong thời gian vừa rồi, và thành ra là những cái câu chuyện về cước phí cảng biển hay là về cái việc là nắm giữ cổ phiếu thì có thể là nó cũng đã phần nào phản ánh vào giá rồi. Thì nếu mà để tìm điểm mua thì có lẽ là anh nên hỏi ở trong chương trình về phân tích kỹ thuật thì sẽ được điểm mua tốt hơn. Vâng, có quý nhà cổ đông hỏi về chùm 3 cổ phiếu APS, API và IDJ. Thì đối với cả cổ phiếu API và IDJ thì chúng ta biết rằng đấy sẽ là cổ phiếu về bất động sản ạ. Và cái cổ phiếu bất động sản này thì họ sẽ tập trung rất là nhiều vào vùng ven. Và không biết là anh Toàn thì là chuyên gia về ngành bất động sản thì có biết về hai cái cổ phiếu này không ạ? Cũng có biết nhưng mà mình cũng chưa nghiên cứu sâu về doanh nghiệp này. Với dạ cả vâng. Thấy giá tăng thì cũng tương đối nhiều so với hồi đầu năm rồi. Vâng. Tăng đến gấp 4 lần thôi. Vâng. Đầu năm. Nên là mình cũng không có cái nghiên cứu sâu về nó nữa. Vâng vâng. Thì đối với cả cổ phiếu này thì họ sẽ có quỹ đất ở rất là nhiều tỉnh ở trên Việt Nam. Chứ ví dụ và gần đây nhất thì là chúng ta có thể thấy là họ đã triển khai thành công cái dự án ở Huế. Thì cổ phiếu API thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái tầm nhìn của ban lãnh đạo của API chẳng hạn, thì chúng ta sẽ biết là cái chủ tịch của nhóm cổ phiếu này là anh Nguyễn Đỗ Lăng. Thì anh Lăng cũng là một cái người mà hồi xưa là cũng có tầm nhìn rất là lớn, rất là lâu rồi về cái việc là cần phải mua bất động sản ở vùng tỉnh. Tại vì do là ví dụ như là anh được lấy cảm hứng từ tỷ phú bất động sản ở bên Trung Quốc, và anh nhìn thấy cái câu chuyện đấy tương tự xảy ra ở bên Việt Nam, và thành ra là đã tích lũy những cái cổ phiếu hay là những cái quỹ đất ở vùng tỉnh rất là sớm với cái giá vốn rất là rẻ. Và bây giờ thì hiện tại là chúng ta cũng đã nhìn thấy là có vẻ như là nó đang nảy nở, sinh sôi ra. Tuy nhiên thì đối với cả cái việc là có mua hay giữ đối với cả cổ phiếu API và IDJ này thì Duy nghĩ rằng là cái chiều mua thì rất là khó để có thể là nhận xét được, tại vì do là đây là những cái cổ phiếu mà đã tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua. Nếu mà chúng ta mua mới thì điểm mua là thực sự là rất là rủi ro cho nhà đầu tư đối với cả và như chúng ta đã biết thì những cái cổ phiếu mà lợi nhuận cao thì sẽ có rủi ro cao, cho nên thành ra là điểm mua mới thì thực sự mà nói thì nếu mà phân tích kỹ thuật thì Duy nghĩ là chắc là chưa có đâu. Nhưng mà nếu mà nói về cái việc là làn sóng bất động sản trong tương lai thì như nào thì theo quan điểm riêng của Duy thôi, thì đấy là làn sóng bất động sản nó vẫn còn rất là dài, chứ nó không thể nào mà chấm dứt ngay được, bởi vì chúng ta đều biết rằng là sau khi kích cầu kinh tế xong thì sau đấy là người dân mới tăng thêm sức mua, và khi có sức mua thì họ mới thực sự là có nhu cầu về bất động sản. Còn hiện tại thì có thể là sẽ có sức mua bất động sản ở đâu đấy, nhưng mà sẽ liên quan nhiều đến những người giàu và những cái người mà họ đã có sẵn nguồn tiền từ trước rồi, hoặc thậm chí là những cái người mà chơi chứng khoán đã rất là lời trong thời gian vừa qua thì cũng có thể là chốt lời chứng khoán chẳng hạn để chuyển sang là mua đất. Thì thành ra những cái cổ phiếu về đất thì hay là cái giá đất ở một số vùng nó sẽ tăng. Thì đối với cả những cái cổ phiếu về đất này thì chắc là chúng ta sẽ phải theo dõi kỹ hơn, thứ nhất là về pháp lý và thứ hai là về cái vấn đề về việc là triển vọng tăng giá đất ở đấy là có hấp dẫn hay không, những cái dự án trọng điểm của họ sắp tới trong tương lai sẽ như thế nào và triển khai ra sao. Và thành ra là đối với cả cổ thành ra là APS thì chúng ta sẽ biết là công ty vệ tinh của hai công ty to kia, và sẽ thiên về cái việc là công ty chứng khoán. Và cái công ty chứng khoán này thì thực ra là cái điểm sáng nhất của họ, của cái cổ phiếu đấy, chính là cái việc là đang nắm giữ cổ phiếu API và IDJ mà với giá vốn rất là thấp. Và chúng ta đều nhìn thấy ví dụ như API thì đã tăng ở cái vùng từ hơn 40 lên bây giờ là lên hơn 98, và qua đấy thì sẽ thấy rằng là cái thành ra là cái triển vọng của cổ phiếu APS chủ yếu sẽ đến từ cái việc là API và IDJ có còn hấp dẫn hay không. Ngoài ra nữa thì gần đây thì APS họ cũng có một cái
một cái họp cuộc họp đại hội cổ đông bất thường về việc là tăng vốn, và chúng ta đều thấy là có một cái làn sóng mới về các công ty chứng khoán về việc là tăng vốn, thì thành ra là cái hiệu quả sử dụng vốn ra sao thì Duy cũng thì chắc là chúng ta sẽ cần thêm thời gian để có thể là xem xét. Nhưng mà nếu mà trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái con sóng mà rất là nhiều cái cổ phiếu về bất động sản, về chứng khoán khác cũng là đang tham gia, và rất là nhiều ví dụ như VND hay là SSI đều có tăng vốn cả, và nhưng mà cũng chưa phải là tất cả những người chơi ở trong cái thị trường này đã tăng vốn đâu, mà vẫn còn rất là nhiều người khác, và cái câu chuyện đấy thì có thể là trong tương lai vẫn còn tiếp diễn nữa, cho nên thành ra chúng ta cũng không quá là vội mà phải chốt lời những cái cổ phiếu mà liên quan đến nhóm ngành này. Tuy nhiên thì cũng có một cái rủi ro khác mà quý nhà đầu tư nên lưu ý với việc lướt sóng, đấy chính là cái đợt dịch Covid này có vẻ như là số ca là đã tăng lên rất là nhiều trong thời gian vừa qua, thì có thể là nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến cái tâm lý của nhà đầu tư. Và bây giờ thì cũng chương trình cũng có thời gian có hạn, cho nên là thành ra Duy sẽ xin phép là tạm dừng cái việc trả lời câu hỏi tại đây, và rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi chương trình, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.